anh được ơn gì của Chúa? Con cảm ơn Chúa, cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn. Con thì được Chúa chữa lành nhiều bệnh lắm, mà bị ung thư tuyến giáp khỏi, rồi con bị viêm họng hạp mãn tính cũng khỏi, rồi là vi trùng virus đã ăn nếp vào da thịt con mà, rồi rồi con cũng khỏi, cầu Chúa là khỏi hết. Con lấy sang con cho vào bọc, con đắp, thế là coi như là nó hết sạch, nó khỏi hết luôn cả các bệnh đó luôn, mấy bệnh đó luôn à. Anh tên là gì? Con Thuận ở Tân Hiệp, Kiên Giang à. Con 66 tuổi. Anh đạo gì? Con đạo Thiên Chúa, con Phaero, con tên thánh là Phaero. Rồi xong. Con ơn được nhận biết là lấy xăng đốt. Rồi, tôi chỉ sợ bỏng lấy xăng đốt. Thưa anh chị em, mình đến với lòng thương xót Chúa, mình cầu nguyện là Chúa cho mình gặp thầy, gặp thuốc. Tại vì có những căn bệnh thì bằng cách này nó khỏi, có căn bệnh thì bằng cách kia nó khỏi. Nhưng mà cách nào thì cách, nếu mà Chúa không chữa thì chỉ có chết thôi. Chúa không chữa thì chẳng có thuốc tiên nào trên trần gian này được. Cho nên mình phải xác tín là như vậy. Nhưng chúng ta cũng đừng để cho người ta cho rằng mình là người mê tín. Cái gì cũng cái này là khỏi, cái này là khỏi, không phải như vậy đâu. Tùy đối với cái bệnh này thì phải cái lá này, đối với bệnh kia thì phải cái rễ kia. Chúa ban cho gặp thầy, gặp thuốc. Nhưng đừng bao giờ chúng ta mê tín, đi nghe theo những thầy bùa, thầy ngải, theo những bà thầy bà lăng băm, cái gì cũng toàn là cơm nguội rang ra giã, xong rồi trộn tí mật vô, cái thuốc nào cũng một loại như nhau, chỉ cái thằng viên to, viên nhỏ, viên nhiều, viên ít. Chúng ta đừng bao giờ để cho người ta làm mình bị hiểu lầm là mê tín dị đoan. Không, nó phải có khoa học, phải được kiểm chứng đàng hoàng. Và chúng ta phải cầu nguyện để xin Chúa cho mình cái ơn soi sáng để mà biết cái nào là đúng, cái nào là thật. Chứ còn không thì chúng ta dễ bị mù quáng ở trong thế giới mà mọi cái đều có thể giả hết. Tôi gửi tặng cho anh tấm ảnh Thánh Gioan Phaolô 2 nha. Và đây là cuốn sách Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, vòng tay bên tôi, xin Chúa chúc lành cho anh. Con thưa, con kính chào xa và con.